Chào mừng tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên, thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, kính chúc tất cả quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông, may mắn. Quý vị thân mến, các chuyên gia tử vi học cảnh báo, trong tháng 5 âm lịch tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 sẽ chịu nhiều ảnh hưởng của ngũ hành tương khắc nên phải gánh vác trên vai rất nhiều áp lực và nhất chính là vấn đề về kinh tế. Và đây chính là thời điểm cực độc nếu như bạn mệnh không nắm rõ được vận trình của mình, cùng với đó là cách hóa giải. Hung tinh thì những người tuổi Đinh Tỵ rất dễ trắng tay, tiền bạc đội nón ra đi. Ngoài ra thì bạn cũng có thể là sẽ gặp tai nạn trên con đường công danh sự nghiệp của mình, bị tiểu nhân vây hãm và quấy rối liên miên. Vậy thì làm thế nào để có thể hóa giải được vận hạn này? Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng theo dõi phần luận giải tử vi cho tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 trong tháng 5 âm lịch để chúng ta có thể biết rõ hơn về vận mệnh của mình. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977 trong tháng 5 âm lịch năm 2022. Đinh Tỵ sinh năm 1977 là người có khả năng giao tiếp giỏi, năng động, sôi nổi. Họ cẩn trọng, thích những thứ hoàn hảo, hoa mỹ và có một gu thẩm mỹ tinh tế. Họ có thể công khai bày tỏ quan điểm của mình và áp đặt điều đó cho người khác. Đinh Tỵ chính là con giáp có khả năng thay đổi quan điểm của những kẻ cứng đầu nhất. Người sinh năm Đinh Tỵ được trời phú cho ý chí mạnh mẽ, trí tuệ thông minh, khả năng tính toán và một tầm nhìn xa, trông rộng. Với đôi mắt sắc sảo luôn tìm kiếm cơ hội giúp họ nhanh chóng tạo lập vị trí vững chắc trước khi ai đó kịp ngăn cản họ. Theo phong thủy lộc tài, người tuổi Tỵ là người rất tinh ý, thông minh và có điều kiện thành gia chủ trí giả, nhà kinh doanh đầy mưu kế. Bản thân họ cũng là người có năng khiếu về nghệ thuật, người tuổi Tỵ là người có tính độc lập rất cao, ít khi phải chịu phụ thuộc vào người khác. Họ giao tiếp không rộng rãi, tính rất cẩn thận và thận trọng. Với bản tính đa nghi của những người tuổi Đinh Tỵ, họ rất kỹ và cẩn thận khi nghe và tin người khác. Họ cũng là một người rất hài lòng với cuộc sống của mình và yêu thích sự hài hước. Người tuổi Tỵ sinh năm 1977 có những bước tiến vững vàng trong sự nghiệp ở tháng này. Bạn có thể thể hiện được điểm mạnh của bản thân, nhận được sự ưu ái của cấp trên, song cũng chính vì như vậy mà bị nhiều người đố kỵ, ganh ghét. Gia chủ cần phải chú ý cách hành xử của mình và tốt nhất là luôn khiêm tốn học hỏi, chú trọng trao đổi với đồng nghiệp, xây dựng mối quan hệ xã giao, hài hòa. Trên phương diện tình cảm, bản mệnh thường hay ở vào thế bị động, vì thế mà người độc thân khó tìm được người như ý hay đắm mình trong thế giới riêng. Người đã có đôi có cặp ít khi trao đổi trò chuyện với nửa kia, cho nên đôi bên dễ dàng nảy sinh, hiểu lầm, rạn nứt. Xét về thiên can, đinh âm hỏa gặp bính dương hỏa nên gọi là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng với bản thân. Đối với quý vị gia chủ tuổi Đinh Tỵ trong tháng này, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột, gây ảnh hưởng tới tình cảm gia đình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận, tử vi tháng 5 của tuổi Đinh Tỵ dự đoán rằng những người sinh năm 1977 sẽ có nhiều may mắn trong sự nghiệp. Bạn nên nắm bắt cơ hội và thiết lập kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng. Theo cách đó, bạn có thể từng bước đạt được mục tiêu của mình. Nếu bạn nỗ lực không ngừng, cuối cùng bạn sẽ đạt được mục tiêu. Kết quả bạn đạt được ngày hôm nay cũng một phần nhờ vào công giúp sức của mọi người. Hãy có những cư xử đúng mực, đừng để một vài hành động quá khích làm mất điểm của bạn trong mắt đồng nghiệp. Con giáp này luôn tự lực cánh sinh, chủ động trong công việc của mình, chứ không chờ đợi bất kỳ ai và cũng không mong chờ được sự giúp đỡ. Bạn sẽ nhận được sự ủng hộ từ nhà quản lý, sếp và đạt được cấp độ cao hơn trong sự nghiệp. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Đinh Tỵ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên quý vị gia chủ hãy hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của Thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, may mắn cho tài lộc, bạn sẽ nhận được thu nhập từ tiền lương và có tiền thưởng. Việc bạn dành phần lớn thời gian cho việc cải thiện hiệu suất làm việc và tăng năng lực cá nhân đã giúp tăng thu nhập đáng kể trong tháng này. Người tuổi Đinh Tỵ rất nhạy bén và biết nắm bắt thời cơ.
Đầu óc kinh doanh táo bạo cho bạn khoản tích lũy không hề nhỏ. Tuy nhiên, tình hình tài chính của tuổi Đinh Tỵ trong tháng có nhiều nguy cơ hao hụt do chi tiêu không có kế hoạch và còn vì cả tin nên dễ bị người khác lợi dụng. Có những thời điểm, bạn tiêu tiền không cần suy nghĩ vì tính hiếu thắng của mình. Đây là một thói quen xấu mà bạn cần phải thay đổi càng sớm càng tốt. Tiền bạc kiếm bằng mồ hôi xương máu cần phải quý trọng và chi tiêu sao cho hợp lý. Thời gian này tốt nhất không nên tham gia vào những dự án đầu tư bất động sản, tránh những hoạt động đầu tư mạo hiểm, không nên tùy tiện mở rộng thị trường. Các dự án hợp tác cũng nên tìm hiểu kỹ càng về đối tác. Tốt nhất nên duy trì những mối quan hệ lâu năm, đáng tin tưởng, thận trọng với người mới quen. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn mà từ đó tài lộc sẽ kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng này sức khỏe không có gì đáng lo ngại, tuy nhiên bạn vẫn cần chú ý đến thể trạng của bản thân. Cơ thể sẽ dễ suy nhược nếu bạn tiếp tục thức khuya và uống rượu. Nếu đã có tiền sử mắc bệnh nào đó, hãy chú ý đến trường hợp tái phát trong tháng này. Ngoài ra, ngoài thay đổi không khí, tổ chức những chuyến đi cho bản thân và gia đình, thì bạn lái xe cũng cần phải chú ý xảy ra tai nạn bất trắc. Các quý vị gia chủ tuổi Đinh Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Đinh Tỵ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Về phương diện tình cảm của tuổi Đinh Tỵ có dấu hiệu đi xuống, xuất hiện nhiều trục trặc, mâu thuẫn phức tạp với người đã có đôi hoặc đã lập gia đình. Vợ chồng dễ xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn, giữ hậm hực trong lòng, chỉ đợi thời cơ là bùng nổ. Nguyên nhân cũng bởi vì cả hai quá bận rộn với công việc của riêng mình nên ít có thời gian trò chuyện, tâm sự và chia sẻ với nhau. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, cả hai đều dần hình thành thói quen tự mình giải quyết thay vì chia sẻ với nửa kia. Đến khi mọi chuyện vỡ lở mới khiến lòng tin lung lay, và thay vào đó chính là sự nghi ngờ, ghen tuông khiến mối quan hệ đứng trên bờ vực đổ vỡ. Với người độc thân, cơ hội cải thiện tình trạng lẻ bóng trong năm nay của bản mệnh không nhiều, bạn cũng trở nên bị động, không muốn chủ động tìm kiếm cơ hội cho mình. Cho dù có đang trong một mối quan hệ thì cũng vì sự mập mờ, mãi không tiến triển mà sinh ra sự chán nản, duyên đến, lại đi và khó thành. Tổng quan tháng năm âm lịch năm 2022, tháng Bính Ngọ, năm Nhâm Dần. Tháng năm âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 5 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 5 năm 2022, tức ngày 30 tháng 5 năm 2022 đến 28 tháng 6 năm 2022 dương lịch. Tháng năm Bính Ngọ có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Ngọ lục hợp Mùi, tam hợp Dần và Tuất thành Hỏa cục. Xung Tý, Hình Ngọ, Hình Dậu, Hại Sửu, Phá Mão và Tuyệt Hợi. Đối với những người tuổi Đinh Tỵ trong tháng 5 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 5 tháng 5 năm 2022, tức ngày 3 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Đinh Hợi, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 17 tháng 5 năm 2022, tức ngày 15 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Kỷ Hợi, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Ngày âm lịch ngày 29 tháng 5 năm 2022, tức ngày 27 tháng 6 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Tân Hợi, có nạp âm là Thoa Xuyến Kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Đinh Tỵ trong tháng 5 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 2 tháng 5 năm 2022, tức ngày 31 tháng 5 năm 2022 dương lịch có nạp giáp là Giáp Thân, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy.
ngày âm lịch, ngày 14 tháng 5 năm 2022, tức ngày 12 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thân, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 26 tháng 5 năm 2022, tức ngày 24 tháng 6 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thân, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ. Anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm thì vận hạn của chúng ta sẽ khác nhau. Chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống để trông gai. Qua phần luận giải của Phong Thủy Gia Cát thì quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình trong tháng năm âm lịch, và từ đó thì chúng ta sẽ có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai sắp đến. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, may mắn, bình an.